Đây các bạn, pháo hoa là đang bắn từ phía kia hồ nhá. Đấy, hãy bắn lên, bắn lên đây. Giờ mà ông nào không bấm quay rồi mới là tiếc nhỉ. Ông nào quên bấm quay tiếc lắm. Chú nhắc à, chú nhắc mới nhớ à. À.
ra mấy quả xấu để dành tập trung bắn vài quả đem đẹp thế nhỉ. Ôi trái tim đẹp thế, ôi trời. Thằng nào nghịch thế, thằng nào nghịch thế, bị nghịch việc ấy. Ôi sao nữa kìa. Bắn lâu phết nhỉ. Chả biết chỗ nào mà quay nữa. Bắn một chỗ thôi mà quay được. Cứ giải lao tí đi. Mở cổ lắm rồi. Mở cổ mở tay lắm rồi. Nếu gì mà có quả thật đẹp nữa thì mới nghỉ được. Bắn này nhiều thật, công nhận. Chưa thấy đâu bắn nó dài như thế này. Mười lăm phút rồi đấy. Đấy, kiểu gì phải có quả đẹp nhất thì mới nghỉ thôi đấy. Giờ lần nào về sân khấu trước thằng ấy được có chỗ ngồi. Nào, trên nào, không biết.